Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Game Life của mình. Thì chính tiếp tục bản game Atlas của mình nha các bạn. Video này thì mình chỉ chơi một mình thôi. Do là mình về trễ á. Giờ này xì chum với em Dương mất tích luôn rồi. Chắc hai thanh niên thăng luôn rồi. Giờ này mình quay video là 1 giờ mấy sáng rồi đó các bạn. Thì trong cái tập trước là team của mình đã đến được cái khu đảo L3 ha. Tuy nhiên là cái lúc mà đến cái đảo L3 các bạn, nó bị rush game, nó văng ra. Bây giờ mình vào lại á. Mình vào lại á thì nó cho mình spawn lên trên cái tàu Titanic nè các bạn. Nè cho các bạn xem nè. Nè, nó cho mình spawn lên cái tàu Titanic này nè, ở cái khu L5 á. Còn cái khu L3 là nó cách xa tới đây nè. Nó mất tiêu luôn rồi. Kiểu mà nó mất tiêu cái con tàu khổng lồ của mình á, cái con tàu siêu to khổng lồ của mình á, nó mất tiêu luôn. Rồi mấy cái bét nó mất tiêu luôn. Đây các bạn thấy không? Nó cho mình spawn nó miệt dưới này nè. Nó khu L5 mà. Còn cái đảo mà mặc định mà mới vô á của mình là nó nằm ở khu M7 nè. Đó các bạn thấy chưa? Là cái bét ở khu L7 cũng có nè. Rồi M7 cũng có nè. Rồi L5 nè. Ủa L6 chứ. Rồi L5. Nhưng mà cái bét ở cái khu L3 trên cái tàu siêu to khổng lồ của mình á thì nó không lưu. Vãi chưởng thiệt. Đây các bạn thấy không? Sắp mặt không? Thì mình sẽ sử dụng cái mã fly nha các bạn. Đó. Trở thành đứa con của biển. Wow. Đi trên mặt biển luôn. Mình sẽ sử dụng mã fly này. Mình di chuyển tới cái khu đảo L3 nha các bạn cho nó nhanh. Nhưng mà trước khi đi thì để mình lượn một vòng cái khu đảo L5 cho các bạn xem. Wow. Các bạn thấy không? Nhìn cái game Atlas này đi một vòng các bạn mới thấy đẹp phái nồi luôn. Đó các bạn thấy chưa? Đây là cái tượng của vị thần này là 4 tay nha các bạn. Mình thấy là tới 4 cái cánh tay. Ghê chưa? Vị thần này mình nghĩ là phụ nữ nha các bạn. Nhìn xương qua cũng biết đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta đi tới cái vị trí L3 nha. Không, mình là trở thành đứa con của biển rồi đó. Mafly lại. Nhưng mà cái game này nè các bạn, có thể là chúng ta lặn xuống dưới đáy biển nữa để mà tìm Atlantis nữa. Có cái đền Atlantis ở dưới á, mình nghe em Dương nói là có đền Atlantis nữa. Nè để mình lặn thử xuống đáy biển cho các bạn xem nha. Đó. Uầy, cá mập đầu búa nữa này mấy ông. Cái này mình lặn xuống thử, test thử cho các bạn khám phá, cho các bạn xem thử đó nha. Là ở dưới này là có sâu ở dưới lòng đại dương á, là chuyện đó chúng ta có thể là khám phá được nữa. Uầy, em ơi, học chơi đâu nha. Nó cắn mình chết á. Có con cá gì nữa kìa các bạn ơi. À, con này là con sứa nha các bạn. Con sứa với con cá mập đầu búa. Phải chưởng. Rồi đi. Má fly đi. Mình đi tới khu L3 đi. Cái khu L3 hôm qua team mình đi tới á, là dự định là quay tiếp liên tục một tập nữa cho các bạn xem á. Là mình dự định là up 4 tập trong hôm qua. Nhưng mà vừa mới vô khu L3, thú nó spawn ra nhiều lắm. Rồi nó bị gát game á, nó văng ra luôn. Để mình coi coi. Hiện tại bây giờ là mình đang ở vị trí này đúng không? Vị trí này. Okay. Rồi nha, mình phải đi theo cái hướng này nè các bạn. Phải đi theo cái hướng này. Nhưng mà nếu mà đi với cái tốc độ mặc định thì nó rất là chậm. Mình tăng tốc độ lên nha. Trời ơi, nó giật. Các bạn phải hiểu cái cách mà nếu mà đi bằng tàu á. Đi bằng tàu nó sẽ rất là lâu. Đó, mình phải sử dụng cái mã lệnh Slomo á. Để chạy tới khu L3. Chạy như The Lab luôn.
chơi slow-mo 5 đi. Giọt cho nó lẹ. Đó, chúng ta tới khu L4 rồi nè. Wow. Bước vô cái khu này cái nó thay đổi thời tiết các bạn. Đó, mình chỉnh lại. Rồi, đi luôn. Chúng ta chạy một mạch thôi. À, đồ. Bọn cướp biển ở trên này nè. Thôi đi, mình bỏ chạy luôn ha. Đảo một vòng cái khu L4 này cho các bạn xem thử nha các bạn. Nhưng mà lắc quá à. Nó rất là lắc. Là do nó đang load mát á. Chạy như The Lab luôn. Hoài. Khu L5 này thì chừng nữa, ủa L4 với cái đó L4. Nữa rảnh đó mình quay lại mình khám phá sau. Nào, vị trí của mình nè. Mình đang ở trên cái khu L4 nha. Rồi, chạy một mạch tới khu L3 luôn. Thì chơi cái này mà không có mã lệnh mà mình mà bị chết tắt ngang gì mình cũng không biết luôn các bạn. Tại vì nếu mà chúng ta dịch chuyển bằng tàu á, nó sẽ rất là lâu, lâu dữ dằn luôn á. Cái này nó sẽ rất là mất thời gian. Cứ tới chỗ đó đi, rồi mình chơi sinh tồn lại bình thường nha. Đó, chúng ta vô khu L3 nè. Vô đây các bạn mới thấy là nó rất là dữ luôn á. Nè các bạn thấy không? Cái biển là nó được đổi màu. Nó đổi qua cái màu đen á. Với mà thú được spawn qua cái khu này nè. Nó spawn rất là nhiều. Với mà có khủng long nữa nha các bạn. Có cái con khủng long bay Pteranodon nữa. Đây để mình chỉnh lại slow-mo 1 đi cho các bạn xem. Nè, hiện tại bây giờ là mình đang ở vị trí L3 rồi đúng không? Nè, các bạn xem rồi. À, đi vô đêm này là có một cái bãi hình vuông màu đen đen nè, hình vuông đen nè các bạn thấy chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta tiến vô cái khu vực này á là mình nghĩ là nó ở bên này. Là nó hoàn toàn không có đảo gì hết trơn á. Mình nghĩ là cái đảo đó nó sẽ nằm ở phía bên dưới cái mặt nước á. Mình nghĩ là cái đền Atlantis nó sẽ nằm ở dưới đó. Chạy quá chạy. Này quá. Này. Đó. Nè các bạn thấy không? Hiện tại bây giờ là mình đã đi vô được cái vị trí của cái này nè. Nó cái hình vuông đen nè. Như vậy là mình nghĩ là nó sẽ nằm ở dưới mặt nước á. Thấy không? Quá lắc. Các bạn thấy vậy thôi chứ sử dụng mã là nó cũng không có tốt lắm. Cảm giác nó lắc lắc rất là khó chịu. Cái phần hình vuông đen đó để từ từ mình khám phá sau đi nha. Bây giờ chúng ta chạy vô cái thuyền của mình để mà chúng ta sinh tồn tiếp. Đó, hôm qua là chúng ta chơi tới đây nè đúng không? Video mình chơi tới cái chỗ này nè. Rồi mình ngưng. À, như vậy là con tàu mình nó nằm phía trước này nè các bạn ơi. Đấy, đây 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 đây. Đó các bạn thấy chưa? Nè, đứa con của biển nè, hôm qua team của mình đã tấp vô trong này rồi nè.
Đó, cái xác của mình hôm qua gắt game là nó xử mình chết ở đó đó. Trời ơi. Nè, vào trong này các bạn mới thấy. Đó, các bạn thấy không? Cái game của mình nó hơi cảm giác nó hơi bị lắc lắc. Tại vì trên cái đảo này nó không hiểu sao mà thú nó được spawn ra rất là nhiều. Thú spawn ra nhiều kinh khủng luôn á. Rồi nó có chó sói nữa. Đó các bạn thấy không? Chó sói rồi gấu. Nói chung là nhiều dữ dằn luôn. Mà nó hung cực kỳ luôn á. Mà con nào con nấy là level cao cao không à. Qua bên đây á thì chúng ta phải chế cái bộ đồ lông này nè. Đó, cái bộ đồ này giúp cho mình được giữ ấm cơ thể á, tại vì bên đây là cái xứ nó là xứ lạnh nha các bạn. Hôm nay chơi có một mình nè. Về trễ quá. Thấy có team mình có xì chum với em Dương vô thì vui á. Bữa nay thì tạm thời mình quay video một mình cho các bạn xem đấy á. Mai thì mình đi mình có công việc á, mình đi kịch giá sớm thì thôi là các bạn tạm xem một vài tập đi. Mình thấy bên cái game ARK nó cũng có mấy cái update, mấy cái mod mới nữa. Mình cố gắng mình quay một vài tập mai các bạn xem á, chiều chiều mình về mình like cho các bạn xem tiếp. Đó, chúng ta phải mặc cái bộ giáp này nè. Không. Bộ giáp này giúp cho chúng ta được giữ ấm được cơ thể á. Mà mình cứ lộn cái khoang tàu này hoài thiệt quái này chứ. Quá trời lắc luôn. Đấy, phải lấy dao thêm. Chết rồi, thiếu gỗ rồi. À, hên quá, còn được một mớ gỗ trong này. Đem bộ dụng cụ theo nha các bạn. Rồi đó. À quên vấn đề này nữa. Cái con sư tử của mình đó, hôm qua mình phối giống rồi nó mang thai nó đẻ các bạn. Nhiều bạn fan nói với mình là cái con sư tử này là biết gì sao mà chúng ta không gặp cái con sư tử baby rồi. Cho nó đẻ bị lọt xuống sông. Vãi mấy thanh niên. Có nhiều bạn nói là cái lúc mà nó chuẩn bị nó đẻ, em nghe một cái tiếng bụp là nó đẻ con ra, xong rồi bị lọt xuống dưới biển luôn rồi. Các bạn tưởng tượng vãi nồi. Đây là thối đúng chưa. Rồi cho mày lại 100 thịt để mày ăn thôi đó. Đây. Mình dẫn cái con sư tử đực này theo nha các bạn. Tại vì con này nó đi xuống dưới để mà nó mình cưỡi đó cho đỡ bị chết oan, tại vì thú ở dưới nhiều lắm nhưng mà cấp độ nó rất là cao. Chúng ta có thịt cá nè. Da với fiber
hát nữa. Rồi mình còn thiếu gỗ. Quá trời thiếu gỗ rồi các bạn ơi. Rồi, mình xây một cái bed ở đây đi, lỡ chết đừng có gì mình hồi sinh được. Hình như là trước đó team mình là quên xây bed hay sao á. Rồi, uống nước một cái. Xong rồi chúng ta có thịt nè, để mình ăn thịt cái đó. Rồi đi, lên đường nha. Đó các bạn thấy không, thú rất là nhiều. Nói các bạn nhìn sói kìa. Nó sói nhiều vậy đó. Trời ơi, xuống đây nó lắc. Nó may cho sói này nhiều khủng khiếp luôn. Để mình giết nó. Wow, ok. Mình giết bớt nha bạn. Giết bớt cho nó đỡ lắc. Quá trời cái chỗ này nó lắc rồi. Đó, nó chạy xuống nè, nó me nè. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây, phi mày sắp mặt vô xuống đây. Đợi ơi. Ây da. Đây, mình có cái. Các bạn thấy nó bù hay ghê không? Mình cắn bớt cho nó đỡ lắc nha. Quá trời nhiều thú. Láo, láo, láo. Bỏ hết đi, mình không cần mấy thứ này. Ây da, ây da, ây da, ây, quên các bạn ơi. Ở bên đây là thú level rất là cao nha các bạn. Stamina. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Lên bờ con ơi, lên bờ con ơi. Lắc như đời tới. Nó cho nó tăng stamina lên. Quá trời lắc các bạn ơi. Túi đồ mình ở đó đấy kìa. Rồi, nhặt mấy con dao mình lại được. À, trên đây có con sư tử nữa nè các bạn. Ui.
Trời ơi, các bạn xem cục phân này, nó nổi trên đây luôn rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Xàm thiệt chứ, mình quên cái vụ mà cái con sư tử này nó có khả năng mà nó cạp mình đó các bạn. Ôi là trời, nó dưới chết ngắt con sư tử mình luôn rồi. Cái bị mắc kẹt đây đi. Ơi, ơi, ơi. Giết nó bằng chính sức lực của mình nè các bạn. Từ từ chúng ta bắt lại nha, không sao đâu. Chết con sư tử thì thôi. Tại vì sư tử trên đây nhiều lắm mà level rất là cao đó các bạn thấy chưa. Con sư tử mình bắt level rất là thấp. Còn con này nè, 100, cấp 111 luôn á. Từ từ chúng ta bắt nó lại. Chó mày về lại đây. Hỏi ra cái láo láo. Láo láo bát nháo nè. Lão là lão bắt nhéo, lão bắt nhéo, bắt nó luôn được đó các bạn, bắt nó luôn được á, để mình gán mình lấy cái bô la của mình. Chó mày, tao mà lụm được cái túi đồ tao có bô la là tao hốt mày luôn cái con. Ây da, ôi là trời, thì khó chịu thì các bạn vừa mới lụm túi đồ. Không biết các bạn xem ức chế sắp lụm được cái túi đồ đó, lụm được cái túi đồ lấy được cái bô la mình sẽ bắt bằng chính sức lực của mình đó. Là mày thấy bà cha mày với tao. Rồi mày thấy bà mày với anh. Là trời, xuống dưới này còn gặp cá đuối nữa các bạn ơi, khổ thiệt chứ. Ây da, à mình phải xài cái cháp, cái cháp hơi vì các bạn ơi. Như vậy là mấy cái con sư tử ở bên L3 này là các bạn muốn bắt được là phải sử dụng cái cháp hơi vì á, cái cháp bự á mới bắt được nó. Khổ quá, quá lạnh nè, lạnh quá lạnh, mình cũng bị chết nữa đó. Mình bị quá trời lạnh nè. Chết luôn rồi. Vô nghiên cứu thôi cái cháp hơi vì.
thể nghiên cứu thử nha các bạn. Cái phần heavy charge đó mình cũng không biết là năng ở đâu luôn á. Trời ơi, nãy giờ mình lột bộ đồ ra cho nó chết mà nó không thèm chết. Nó đó nó cứ khóc lóc hoài. Mình đang thịt sống cho tự sát luôn nha. Khu này khó sống phải rồi. Bên phần tem thú mình đã học hết rồi mà ta. Thì cái cháp đó là họ không biết đường các bạn ơi. Thôi bỏ tay đi, tạm thời chắc là mình không biết rồi. Trời ơi, cái gì đâu mà thú, cái gì đâu mà nhiều quá tàn rồi, lắc quá trời luôn. Kìa, ở đó có sư tử nó kìa, nhiều thế này rồi làm sao mà mình xuống khám phá cho các bạn xem đây. Ôi là trời, thú dữ dữ không ạ các bạn ơi. Láo với tao nha con. Hạ sát hết, mình sẽ hạ sát hết cho nó đỡ lắc. Trời. Thôi, bỏ này không ổn không? Mày đi về nhà luôn đi. Đi về nhà luôn đi bé con. Ở đây nguy hiểm lắm. Một mình đi luôn nha các bạn. Ui, lại gặp chó sói nữa rồi, thiệt hai con luôn. Không thể khám phá cho các bạn xem được rồi các bạn ơi, mình nói thiệt luôn á. Đồ 172. Bây giờ ráng cố gắng mình bắt con chó sói này thử coi.
Nghĩa là mấy con này nó sẽ ăn thịt đùi nhé các bạn. Là trời rất khó chịu các bạn ơi, mình nói thiệt luôn á. Cắn tao nè quỷ, các bạn thấy nó hung kinh vậy không? Quá khó sống á, mình nói thiệt á. Cảm giác ở trên cái đảo đó là không sống được, không có đi khám phá gì được luôn á. Ý là mới gặp mấy cái con mấy con thú con gì thôi à. Mà kiểu mà gặp rồi chết chắc. Kiểu mà gặp cái con gắn năm đầu Hira là thôi thua luôn các bạn ơi, thiệt thua luôn. Bây giờ ui là tàn. Không thể tin. Bỏ tay bà hai luôn. Quay. Nhưng mà nó lắc quá. Mình không có con gì để đồ sát mấy con chó này được chứ. Cái này mà cầu ngày mai mình like á, mình giết hết, mình nói thiệt mình phang hết luôn á. Không có chừa thằng nào hết. Wow, các bạn ơi, càng đi sâu vô mấy cái khu vực trong này là càng nhiều chó sói. Tiền đi, bây giờ mình cố gắng mình đi thử vô trong đó nha. Chứ mà vô trong cái khu vực này lắc quá trời vậy ta, mình không biết đến khi nào mình mới gặp được cái con rắn Hira năm đầu nữa. Đó, bây giờ chỉ còn cách vậy thôi. Cứ gặp nguy hiểm thì mình sẽ phi. Trời ơi, FPS của bây giờ trong game là còn có 14 đó các bạn ơi. Quá tàn lắc rồi. À, qua bên đây đỡ lắc hơn nè. Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều chó sói với thú nữa. Đó. Bây giờ mình phải tận dụng cái đấy. Mình phải tận dụng cái mặt nước nha bạn, lỡ mà có bị sự nguy hiểm thì chúng ta chạy ra biển. Đó, qua đây đỡ lắc hơn rồi nè. Đấy, qua đây đỡ lắc hơn nè. Thú bên kia nhiều quá.
Uầy mẹ ơi, chó sói nhiều lắm các bạn ơi. À, có người ta nữa. Wow. Ui. Ui, mấy thằng này là gì đây? Wow. Hình như là có ma các bạn ơi. À, giết mấy này rồi, có vàng, cướp biển, cướp biển. Liền nghe cô. À, giết mấy này thì chúng ta sẽ nhận được vàng các bạn. Im, quá im. Ngon lành rồi nha. Ây da, tụi nó trồi lên nhiều lắm các bạn ơi. Ây da, ây da, ây da. Cái gì đấy? Sao tự nhiên quýnh lộn vậy? Tự nhiên cái bay vô quýnh lộn mà tào lao thì chứ cái game này. Tự nhiên cái nó chuyển qua cái khung hình mà quánh quánh nhau các bạn, thì nó trồi từ mặt đất lên kìa, quỷ dữ các bạn ơi. Mình sẽ nhận được những cái đồng vàng từ những cái con quái vật này. Game thì rất là cuốn á, nhưng mà chơi một mình cảm giác chịu không nổi. Thấy mẹ rồi. Có những con dữ nó hiện hình lên nữa các bạn ơi. Đó, chúa tể của biển nữa kìa. Hết rồi, hết 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 vũ khí á thiệt. Cái này mà hết vũ khí là mình không có biết đường nào để chiến đấu luôn á. Mình muốn chụp hình cho các bạn xem nha các bạn. Cái gì nghệ thuật mà mình sắp mặt luôn mình. Giết về để giết con chúa tể này thử nó cho mình gì không. Chui xuống đất rồi. Ây da. Bó tay. Kiểu mà mình đang bị gãy xương á, nó đi từ 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 từ. Khó chịu vãi nồi. Khó các bạn ơi, một mình trên cái mảnh đất này có một chiến đấu hơi bị khó thiệt luôn á. Này này chắc là mai mình đợi team mình vô rồi xong mình livestream cho các bạn xem, quá khó quá à. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn xem video mình nha, mình tạm dừng video này đi, mình qua bên game ARK coi có update gì mới không à. Mình thấy có mấy mod mới á. Còn game này để mai mình đi công việc xong rồi mình về mình like cho các bạn xem. Cái này phải có team vô mới chịu nổi các bạn ơi. Với mà chắc là ra tìm cái mã lệnh nào đó để xóa mấy hết mấy cái thú này á. Cho nó reborn lại đi. Chứ bây giờ không hiểu sao mà vô cái khu L3 này nó spawn thú ra quá trời nhiều á. Các bạn thấy không, nhìn dày đặc luôn, lắc chịu không nổi. Chơi kiểu này nhức đầu chết luôn á. Mình cho mình xóa hết thú cho nó spawn lại á. Cho nó đỡ lắc. Rồi bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Nếu thích thì các bạn nhớ dành cho mình một like và một lượt đăng ký nha các bạn.
nhớ nhấn cái chuông nha. Bây giờ mình qua game ARK Ừ. rồi mai tầm chiều chiều về mình like cho các bạn xem. Trên này kéo team vô chơi mới nổi, bên ơi mình chịu hết nổi à. Khó quá khó à. Khu L3 này đúng là có xác suất là nó sẽ xuất hiện gắn năm đầu á. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại ở video sau.